Xin chào mừng các bạn đã đến cái video lần này. Video lần này thì chúng ta sẽ đi giải cái đề số 02 ở trong cái series luyện đề Excel. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái bảng tính là bảng kê hàng hóa tồn kho như thế này chẳng hạn. Thì cái yêu cầu ở đây là chúng ta sẽ phải hoàn thành các cái cột trị giá, thuế tổng cộng và chúng ta sẽ phải hoàn thành cái bảng thống kê theo khu vực mà dựa trên những cái thông tin mà chúng ta đã có ở đây chẳng hạn thì uh, chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ thì với cái cột trị giá này thì các bạn sẽ lấy rất là đơn giản là chúng ta sẽ lấy số lượng và nhân với đơn giá thôi. Thì chúng ta sẽ lấy số lượng nhân với đơn giá, đầu tiên là ở ô F5. Chúng ta sẽ lấy số lượng là D5 nhân với cả đơn giá là E5. Các bạn bấm enter một cái sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái công thức này cho những cái dòng còn lại như thế này và bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ tính đến thuế và cái thế thuế suất này thì chúng ta có thể nhìn thấy bảng thuế suất được trình bày ở trong cái bảng phụ ở phía dưới này khu vực 1 thì chúng ta có thuế suất là 8% khu vực 2 là 5% và khu vực 3 là 3% thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể tính được thuế suất của từng cái vùng này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công thức tính thuế như sau. Các bạn có thể nhận thấy được rằng là ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng khu vực 1 và thuế suất là hai cái bảng nó tương ứng với nhau vì dòng ở đây thì chúng ta có thể nghĩ ngay đến một cái công thức đó chính là Vlookup. Bởi vì nếu mà chúng ta sẽ Vlookup theo cái khu vực số 1 này chẳng hạn thì chúng ta sẽ được 8%, theo khu vực 2 sẽ được 5% và tương tự như vậy là theo khu vực 3 sẽ được 3% và ở ở trong ô G5 chúng ta sẽ thử Vlookup như sau. Chúng ta sẽ bấm nút dấu bằng này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nháp thử đã là chúng ta xem xem là công thức Vlookup của chúng ta nó có hoạt động hay không bằng cách là chúng ta sẽ đánh vào Vlookup. Cái giá trị cần phải tìm kiếm ở đây chính là giá trị về khu vực. Chúng ta sẽ chọn C5. Cái bảng cần tìm kiếm chúng ta sẽ quét cái bảng là từ B19 cho đến C21 như thế này. Sau đó là cái cột mà chúng ta muốn trả giá trị lại là cột thứ hai đối với cái bảng này. Và chúng ta sẽ chọn là Exact Match, có nghĩa là phô ở cuối này. Rồi bấm nút Enter thì các bạn có thể nhìn thấy được ở đây là cái tỷ lệ thuế suất đối với khu vực 1 là 8%. Kết quả đã đúng rồi. Bây giờ thì uh, nếu mà các bạn kéo xuống phía dưới thì chúng ta sẽ nhận được những cái kết quả sai bởi vì cái bảng thuế suất này nó là cố định thế nên là cái vùng tham chiếu đến cái bảng này là B19 đến C21. Các bạn phải bôi đen như thế này rồi các bạn sẽ bấm phím F4 ở trên bàn phím để chúng ta cố định cái dòng đó lại, cố định cái bảng đó lại và bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm kéo xuống phía dưới được rồi. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là bởi vì cái khu vực 4 nó không có ở trong bảng thuế xuất cái đề bài này thì thực ra là nó hơi bị thiếu ở điểm đấy thì chúng ta sẽ có thể xử lý cái khu vực 4 này nó như thế nào chẳng hạn thì chúng ta sẽ có thể làm như sau đối với cái khu vực 4 này bởi vì là cái giá trị số 4 này nó không có ở trong bảng tra cứu thế nên chúng ta sẽ bị cái lỗi NA not available bây giờ thì để làm được điều đó có nghĩa là để sửa lại cái này thì chúng ta sẽ phải có một cái công thức đó là if error. If error. If error này có nghĩa là nếu mà công thức của chúng ta trả lại cái giá trị là một cái lỗi chẳng hạn cái lỗi cụ thể của chúng ta ở đây đó chính là lỗi NA và để xử lý cái lỗi NA này thì chúng ta sẽ giả sử là nếu mà khu vực 4 thì chúng ta sẽ cho cái tỷ lệ thuế suất là bằng không đi thì uh, chúng ta sẽ sử dụng ifr -error. ifr -error ở đây là có hai cái tham số cái tham số đầu tiên là cái tham số chúng ta tính toán bình thường thôi và cái tham số thứ hai là value ifr trong trường hợp giá trị nó bị sai giá trị nó bị lỗi thì chúng ta muốn thay thế bằng giá trị nào thì chúng ta sẽ điền vào đây là chúng ta sẽ điền giá trị không vào đây rồi chúng ta sẽ bấm đóng hoặc lại bấm enter rồi chúng ta sẽ lặp lại các cái kết quả này và như các bạn đã thấy thì bằng một cái công thức if error như thế này thôi chúng ta đã xử lý được cái tình trạng là khu vực 4 không có ở trong bảng thuế suất của chúng ta vậy bây giờ thì chúng ta sẽ tính thuế như thế nào thuế thì sẽ bằng à, chị giá này nhân với cả cái tỷ lệ thuế ở đây, thuế suất ở đây và như vậy, thế nên là chúng ta sẽ lại trở lại với ô G5, chúng ta sẽ thực hiện một phép nhân rất là đơn giản, nhân một cái, sau đó bấm vào ô F5 như thế này, rồi bấm nút Enter và chúng ta sẽ lặp lại các cái công thức này xuống phía dưới. cái ô tổng cộng ở đây thì thực ra rất là đơn giản, chúng ta sẽ lấy trị giá của hàng hóa cộng với cả thuế. Vậy nên chúng ta sẽ nhập một công thức rất là đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng hàm sum ở đây cũng được. Sum này, sau đó chúng ta sẽ quét hai cái ô này rồi bấm phím Enter. Chúng ta sẽ lặp lại công thức này cho các dòng phía dưới. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bảng lớn ở đây. Các bạn có thể kiểm tra lại kết quả này xem có đúng hay không. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ phải bảng thống kê theo khu vực. Chúng ta sẽ phải điền cái bảng này. Làm thế nào để chúng ta có thể điền cái bảng này? Chúng ta có 3 khu vực chúng ta sẽ phải tính tổng theo cái điều kiện là khu vực ở đây. Thì uh, nếu mà các bạn nhìn thấy uh, cái yêu cầu là tính tổng theo điều kiện thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến ngay cái hàm là sum if. Và để sum if trong trường hợp này thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái ô F19 như sau. Chúng ta sẽ viết vào là sum if có nghĩa là tính tổng theo điều kiện mở ngoặc ra. Ở đây cái vùng mà chứa những cái điều kiện của chúng ta ở đâu thì chúng ta phải quét cái vùng đó chính là cái vùng khu vực ở đây là từ C5 cho đến C15. Sau đó, cái điều kiện của chúng ta là gì? Điều kiện của chúng ta ở đây là khu vực, chúng ta sẽ có khu vực 1 ở đây là E19. Sau đó chúng ta muốn tính tổng ở đâu thì chúng ta phải cho vào cái tham số là sum range. Chúng ta muốn tính tổng theo trị giá ở đây, thế nên chúng ta sẽ cho cái cột trị giá vào. Trị giá là chính là cái cột F này đây, từ F5 cho đến F15. Đóng hoặc lại, bấm Enter thì chúng ta sẽ được cái tổng trị giá như thế này. Và bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn kéo cái công thức này xuống phía dưới ấy, thì các bạn sẽ phải làm một cái động tác như sau là chúng ta sẽ phải cố định hai cái vùng là C5 cho đến C15 là cái thứ nhất. Và vùng thứ hai chúng ta cần cố định là F5 cho đến F15. Cái phím tắt mà để cố định cái vùng này lại đó chính là phím F4 ở trên bàn phím của các bạn. Bấm Enter và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể kéo xuống rồi. Chúng ta sẽ kéo xuống như thế này. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây chúng ta nhận E20 là cái giá trị mà chúng ta sẽ tính tổng theo. Tương tự như vậy, E21 như thế này. Và tiếp theo, với thuế thì các bạn sẽ làm tương tự như vậy. Và để cho nhanh, chúng ta không cần viết lại công thức này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ copy ngay công thức ở trong cái ô F19 copy này. Rồi chúng ta sẽ chuyển con trò chuột sang cái ô G19. Bấm chuột vào cái thanh công thức. Bấm Ctrl V. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ phải thay cái cột trị giá này bằng cột thuế. Thì chúng ta sẽ sửa ở trong cái F5 đến F15 này. Chúng ta sẽ bôi đen cái phần F5 đến F15. Chúng ta sẽ thay bằng G5 cho đến G15. Rồi bấm phím F4 ở trên bàn phím chẳng hạn. Bấm Enter và chúng ta có thể lặp lại với những cái khu vực khác như thế này Nhưng bây giờ chúng ta sẽ lại muốn là chúng ta chỉ điền công thức vào đúng cái ô F19 mà thôi Sau đó chúng ta kéo xuống một cái rồi kéo sang phải một cái là chúng ta có thể điền được tất cả rồi Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy được ở đây là Cái cột trị giá, cột thuế và cột tổng cộng là nó ở liền nhau Thế nên thật là lý tưởng nếu mà chúng ta có thể làm được điều đó Và để làm được điều đó thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ thì chúng ta thứ nhất là chúng ta kéo theo cái chiều xuống dưới này và chúng ta phải cố định cái gì? Chúng ta sẽ phải cố định cái dòng của nó. Chúng ta sẽ phải cố định cái dòng có nghĩa là chúng ta sẽ cố định những cái con số nào. Chúng ta sẽ cố định theo con số 5 ở đây. Thế nên là chúng ta sẽ viết lại cái công thức này một chút ở đây. Đó chính là chúng ta sẽ viết lại công thức sum if này như sau. Các bạn sẽ chú ý theo dõi ở cái bảng này. Mình sẽ phóng to cái bảng này lên một chút để các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Ok, bây giờ chúng ta chọn cái ô F19 nhé. Chọn ô F19 xong, sau đó chúng ta sẽ bấm phím tắt F2 ở trên bàn phím để chúng ta có thể chỉnh sửa công thức ở ngay trong cái ô này. Bây giờ thì muốn kéo xuống phía dưới mà công thức vẫn đúng ấy, thì chúng ta sẽ phải, phải sửa như sau. Chúng ta sẽ không cố định theo cái cột C thì chúng ta cố định này nhưng mà cột F này chúng ta muốn để cho nó thay đổi để chúng ta kéo một cái là nó sang được cột G và cột H. Vậy nên là chúng ta sẽ phải bỏ cái dấu đô la trước cái cột F này đi, bởi vì khi mà chúng ta bỏ dấu đô la trước cột F thì cái cột F nó không bị khóa lại nữa. Bấm enter một cái này, enter một cái. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử kéo xuống phía dưới một cái thì công thức này, cái kết quả của công thức của chúng ta vẫn giữ nguyên. Đó Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cả ba cái ô từ F19 cho đến F21 và chúng ta sẽ kéo sang phía bên tay phải. Kéo sang phía bên tay phải. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy một cái đó chính là chúng ta nhận được kết quả sai. Chúng ta lại bấm tiếp vào ô công thức này thì tại sao kết quả của chúng ta lại là sai? Bởi vì các bạn nhìn thấy là cái ô tham chiếu ở đây là cái ô F19 nó đã bị thay đổi nhưng mà chúng ta muốn cái khu vực là khu vực một cơ. Thế nên chúng ta sẽ làm như thế nào? Cái này mình phải nói cho các bạn như thế này để các bạn có thể kiểm tra lại cái công thức của mình sao sao cho lại khi các bạn kéo sang nó vẫn đúng. Thì như vậy, khi mà kéo sang có nghĩa là chúng ta thay đổi cột, vậy nên là chúng ta sẽ phải cố định cái cột E này lại. Thế nên chúng ta lại cố định cột E này lại bằng cái phím đô la ở đây. Chúng ta lại kéo một lần nữa, kéo xuống phía dưới, lặp lại công thức này. Sau đó là chúng ta kéo sang phải. Như vậy thì các bạn đã nhìn thấy được là chúng ta chỉ cần viết công thức đúng một lần duy nhất vào ô F19, chúng ta kéo xuống phía dưới và kéo sang phải, chúng ta đã điền được cả cái bảng thống kê theo khu vực này rồi. Và cái thuế này các bạn có thể nhìn thấy là nó đúng như vậy. Và tổng cộng này, việc tổng cộng này thì chúng ta có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là chúng ta sẽ dùng sum if như các bạn đang nhìn thấy ở đây và cái cách tính thứ hai để mình so sánh luôn với các bạn là chúng ta sẽ cộng cái cột trị giá và cột thuế ở đây F19 cộng với G19 bấm Enter thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy và so sánh được là hai cái kết quả ở hai cột H và cột Y này nó giống hệt nhau và chúng ta có thể kiểm tra cái điều này bằng một cái công thức rất là đơn giản chúng ta sẽ gõ vào cái ô G19 bằng H19 bằng Y19 như thế này bấm Enter chúng ta sẽ nhận được kết quả là True vậy thì hai kết quả này là giống như nhau hai cách làm này đều đem lại một loại kết quả. Và như vậy là qua cái video lần này thì chúng ta đã xử lý được một cái yêu cầu khá là phức tạp với cái loại bài tập là bảng kê hàng hóa tồn kho. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.